sao lại tung ra clip lời khai nghi phạm giết người. Việc phát tán những clip, lời khai các nghi phạm, thản nhiên kể lại chuyện giết người, đã vô tình gây nhiễm độc cho cộng đồng. Sáng ngày 2 tháng 9, đoạn clip ghi nhận lời khai của nghi phạm Nguyễn Văn Đông trong vụ thảm sát 5 người tại Đan Phượng, Hà Nội, được nhiều trang thông tin đăng tải. Trong đoạn clip ấy, Đông nêu rất rõ đã chém những ai, chém bao nhiêu nhát, trên gương mặt nghi phạm không có một chút hoảng sợ, hối hận về tội ác mình gây ra. Đông tỉnh bơ kể lại những tình tiết gây giận gáy người nghe, gây nhiễm độc cho cộng đồng. Tôi giận những ai đã tung đoạn clip ghi lời khai của Đông, đã phá nát bầu không khí bình yên của ngày nghỉ lễ. Trước đó một ngày, rất nhiều người dân ở Đan Phượng và cả nước run sợ trước những hình ảnh đẫm máu đã được che mờ tại hiện trường vụ thảm sát. Những hình ảnh này đã được đăng tải trên nhiều trang thông tin. Ngày hôm sau, đoạn clip lời khai của nghi phạm được tung ra, một ngày nặng nề hơn bao giờ hết. Cùng ngày Đông gây thảm án tại Đắk Lắk, nghi phạm Y Hải Biên Giờ Manh chỉ vì không tìm thấy vợ đã dùng cuốc bổ chết một người đi đường. Cũng giống vụ án ở Đan Phượng, đoạn clip ghi lời khai của Y Hải Biên Giờ Manh miêu tả các tình tiết giết người đáng sợ, nhanh chóng được phát tán trên mạng. Điều gì sẽ xảy ra khi liên tiếp hai đoạn clip lời khai của nghi phạm giết người được phát tán tràn lan đến tùy tiện như thế? Chắc hẳn trong hai ngày qua, những bậc làm cha mẹ đã cố gắng ngăn cản những đứa con đừng tò mò, lích chuột vào các đoạn clip lời khai của hai nghi phạm trên, bởi họ sợ những đứa trẻ chưa hoàn thiện về nhân cách sẽ bị ám ảnh hoặc bị tiêm nhiễm và trở nên vô cảm. Những đoạn clip lời khai của nghi phạm giết người đã khơi những cảm xúc tiêu cực về sự bất an trong xã hội. Nếu Nguyễn Văn Đông, Y Hải Biên Giờ Manh là những nghi phạm sát nhân, thì những ai đã phát tán đoạn clip lời khai các nghi phạm đang là những người tiếp tay gây nhiễm độc môi trường sống? Trách nhiệm của YouTube, Facebook, riêng việc đăng tải clip có tính chất bạo lực, các trang mạng xã hội cần phải có trách nhiệm ngăn chặn, phòng ngừa cho cộng đồng từ phía các đơn vị Google, YouTube hay Facebook. Tại khoản 2 điều 29 Luật An ninh mạng 2018 có quy định, chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em, ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em. Như vậy, khi YouTube đặt chân vào Việt Nam thì phải tuân thủ chính sách, pháp luật của nước ta. Trong nguyên tắc cộng đồng, YouTube khuyến cáo không cho đăng những clip có nội dung bạo lực hoặc đâm máu nhằm mục đích gây sốc. YouTube dẫn chứng cụ thể là các cảnh quay hoặc hình ảnh mô tả chất dịch của cơ thể, ví dụ như máu hoặc chất nôn, với mục đích gây sốc hoặc làm khán giả cảm thấy gây sợ, cảnh đánh nhau có sự tham gia của trẻ vị thành niên. Tất cả khuyến cáo này đều minh họa bằng hình ảnh và ghi chú một câu, xin lưu ý rằng đây chưa phải là danh sách đầy đủ. Trong vụ việc phát tán clip lời khai của các nghi phạm vụ thảm sát, những tình tiết chết chóc được gợi lên không phải từ hình ảnh chữ viết rõ ràng mà là từ lời nói. Thiết nghĩ các công ty lớn như Google, YouTube, Facebook cần bổ sung vào danh mục cấm đăng tải những clip có âm thanh độc hại tương tự.